Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Sau khi ly hôn chồng, nghệ sĩ Cẩm Thu còn tự vẫn vì con trai bỏ nhà đi. Tuy đã ly dị với nam nghệ sĩ Linh Tâm, cả hai đều đã có gia đình riêng ở Mỹ nhưng với Cẩm Thu thì cái nghĩa vẫn còn đầy. Cô và chồng cũ xem nhau là bạn, là chi kỷ trong đời để cùng chăm lo cho hai con Linh Tý và Thu Tâm mặc dù không oán hận nhau nhưng kể từ khi chia tay, linh tâm và cẩm thu chưa từng có một cơ hội diễn chung. chị thú thật rằng giận thì không giận nhưng sốc thì có. Vợ chồng ở với nhau hơn 20 năm, đùng một cái chia tay trong bất ngờ, không chỉ khán giả, người quen bất ngờ mà cả người trong cuộc cũng không định trước. Cẩm thu sốc nặng, chị kể có những lúc không bước chân ra khỏi nhà, nằm trên giường suốt cả ngày không ăn không uống nhưng rồi nghĩ lỡ mà mình bị gì thì ai lo cho con nên tự gắng gượng mà đứng lên. Ngày Linh Tý bỏ nhà đi sống cùng với bạn gái, Cẩm Thu chỉ muốn, nhảy lầu tự vẫn cho xong. Bao nhiêu tình thương chị dành hết cho con, ngay cả khi vợ chồng chia tay nhau 3 năm rồi mà Cẩm Thu vẫn giấu, chị sợ hai con bị ảnh hưởng vì chuyện của cha mẹ. Nhất là cô con gái khi ấy vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Thời gian Linh Tý bỏ nhà đi, chị trách bản thân mình nhiều hơn là trách con. Cẩm thu biết linh tí thương mẹ, tính hiền lành nhưng lại bướng, đang tuổi trưởng thành nên cũng có chút nổi loạn. Chị không la dày con mà quyết định đánh vào tâm lý của chàng trai trẻ. Chị nói với con, bản thân mẹ không hủ lậu hay phong kiến để ép buộc con nhưng con cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu hai đứa yêu thật sự thì mẹ không cản nhưng mẹ thấy cô ấy không thương con. Trong tình cảm nếu yêu thương, lo lắng thì người ta phải hy sinh cho nhau chứ không cư xử như thế khi nào con chia tay cảm thấy không còn chỗ nào nương tựa thì về với mẹ nhiều bạn bè đồng nghiệp bảo cẩm thu dạy khi chịu đựng hy sinh mọi thứ vì chồng con kể cả khi đổ vỡ chị cũng âm thầm cắn răng chịu đựng nỗi đau mà không than thở lấy một lời tuy nhiên cẩm thu lại nghĩ đã yêu thương là phải hy sinh tôi thích sống như vậy và luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chồng cho con nhìn những người thân của mình vui vẻ an lành là tôi đủ hạnh phúc rồi đều từng đổ vỡ hôn nhân cả hai cho biết trân trọng gia đình hiện tại nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt cầm thu thường im lặng tránh mọi tình huống có thể khiến vợ chồng gây gổ chị nói tôi không nghĩ nín nhịn là chịu thiệt thòi khi mình biết lùi đúng lúc ở những chuyện chính đáng sẽ giúp người khác bình tâm cân nhắc đúng, sai. Cũng may, ông xã hiểu chuyện, chỉ đôi khi nóng giận nhất thời thôi. Linh tỷ và thu tâm hai con của Linh Tâm, Cẩm Thu đều lập gia đình và có cuộc sống riêng. Năm 2016, khi Linh Tý tham gia sao nối ngôi, chị từ Mỹ về nước, tái hợp chồng cũ diễn trích đoạn bài ca tìm mẹ để ủng hộ phần thi của con trai. Ngày Thu Tâm sinh con gái đầu lòng, Cẩm Thu cũng túc trực ở bệnh viện để cùng con vượt cạn. Cẩm Thu cho biết, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì các con. Tôi chỉ mong con sống yên lành. Nếu có thể, tôi nguyện gánh hết vất vả, khổ buồn. Có nhiều lúc thấy Cẩm Thu quá lo lắng. Linh Tý nói, mẹ đừng ôm hết vào mình như vậy. Nghệ sĩ luôn nhắc nhở hai con trong cuộc sống vợ chồng phải cố gắng nhường nhịn hòa thuận để giữ mái ấm của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.